giản dạ. lão pháp sư Tịnh không tập 45 lăm xin mời xem hai đoạn 33 ba nhà đoạn 34 này người được xem là thiện nhân ai cũng đều kính trọng Đạo trời giúp đỡ họ Phước lộc thuận theo Các thứ tà quái tránh xa Do họ được thần linh hộ vệ Đến đây là một đoạn Người thiện Tiêu chuẩn rất nhiều tiêu chuẩn cao nhất đó là đại thánh đại hiện cái mà trong kinh giảng sanh gọi là nơi các bậc thượng thiện cùng hội tụ phật nói câu nói này là không phải tùy tiện mà nói mà thật sự là đã lập ra tiêu chuẩn cho chúng ta cái tiêu chuẩn này chính là tịnh nghiệp tam phước ở trong quán vô lượng thọ phật kinh Ba điều này Tổng cộng 11 câu Đều làm được Đó chính là thượng thiện Nếu như làm được hai điều phía trước Một điều phía sau chưa làm được Đó là trung thiện chỉ có thể làm được điều thứ nhất còn điều thứ hai điều thứ ba chưa làm được là hạ thiện nhưng mà điều thứ nhất người làm được không nhiều cho nên người niệm phật nhiều mà người giảng sanh ít vì sao vậy sanh về thế giới tây phương cực lạc nhất định là người thiện ở trong điều thứ nhất có bốn câu câu thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu Câu thứ hai là phụng sự sư trưởng Câu thứ ba là từ tâm bất sát Câu thứ tư là tu thập thiện nghiệp Chúng ta bốn câu này có làm được hay chưa? Bốn câu này mà chưa làm được Nói lời thành thật niệm phật dù niệm như thế nào ngày đêm không gián đoạn người xưa gọi là bằng niệm đến giống như tường đồng vết sắt vẫn là không thể giảng sanh vì sao vậy bạn không phải là người thiện cái nơi đó của người ta là nơi người thiện tụ hội không những là người thiện mà là nơi người thượng thiện tụ hội bạn làm sao có thể đến đó được chứ trong kinh vô lượng thọ nói điều kiện với chúng ta phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm Pháp Bồ Đề Tâm một câu này ở chỗ nào vậy? Tam Phước câu đầu tiên của điều thứ ba Phát Bồ Đề Tâm thâm tính nhân quả Đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả Thượng thiện Cho nên phát tâm Bồ Đề Người này chính là người thương thiện Thế nào gọi là tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ chân chánh Bồ Đề là tiếng phản Ý nghĩa là giác ngộ Thật sự giác ngộ rồi Tiêu chuẩn của giác ngộ là gì? Cái mà trong Kinh Kim Cang nói Chính là tiêu chuẩn của giác ngộ Thật sự giác ngộ rồi Phạm cái gì có tướng đều là hư vọng Nếu như các vị đối với câu nói này Thật sự giác ngộ rồi thì bạn cái gì cũng buông xả hết còn có cái gì mà không buông xả chứ là hư vọng mà không có gì không buông được buông xả là không phải phạm phu là đại thánh buông xả triệt để rồi chúng ta một câu kinh văn này đọc rất thuộc mà đạo lý ở trong đó chưa có thấu đáo chúng ta chưa buông xả đây chính là chưa có giác ngộ phật dùng thí dụ nói cho chúng ta biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh như mộng huyễn bọt bóng như xương như điện chớp bảo chúng ta nên quán sát như thế cách nhìn như vậy là cách nhìn của chư phật như lai là cách nhìn chân thật nhất không hề thấy sai chút nào thực sự thấy tất cả pháp được rõ ràng thấy được minh bạch rồi bạn vẫn còn có lo buồn còn có phiền não hay sao trong tâm bạn còn có lo nghĩ sao không có không lo nghĩ gì nữa đó chính là chỗ mà pháp sư huệ năng đã nói Xưa nay không một vật Chỗ nào dính bụi dơ Tại vì sao Ngài có thể làm được rồi Ngài đối với hai câu nói của Phật Thật sự hiểu rõ rồi Đây chính là tâm Bồ Đề hiện tiền Đây chính là tâm Bồ Đề hiện tiền Tâm Bồ Đề hiện tiền Thực hiện vào trong đời sống Hiếu dưỡng phụ mẫu Mới có thể làm viên mãn Thế nào gọi là hiếu Phần trước đã nói với các vị Rất nhiều lần rồi Người xưa nói rất hay Cái chữ hiếu này Hợp cha mẹ anh em vợ chồng con cái thành một người đây là hiếu nó không phải phân chia ra nó là một chính thể cha con anh em vợ chồng con cái là một chính thể chúng ta xem ra cũng khá nơi thật là có mấy phần giống rồi là tiểu hiếu bạn thử xem chư phật như lai pháp thân đại sĩ các ngài hợp hư không pháp giới tất cả chúng sanh thành một thể cái hiếu này mới viên mãn Nếu như chúng ta đối với cha, mẹ, anh em, vợ chồng, con cái Anh là anh, tôi là tôi Vậy là đại bất hiếu rồi Làm sao có thể làm được chứ Một chữ này Ý nghĩa gì Cũng không hiểu bạn làm sao thực hiện chứ? Chư Phật Như Lai Chư Đại Bồ Tát Các ngài đương nhiên là như ở đây đã nói Nhân giai kính chi Thiên đạo hữu chi Chữ thiên đạo đó là thiên thần Phù hộ họ, bảo vệ họ họ hợp hư không pháp giới tất cả chúng sanh lại thành một thể cho nên mới có cảm ứng như vậy đó mới chân thật gọi là người thiện chúng ta tự mình thử nghĩ đến khi nào mới có thể đạt đến trình độ này Nói ở trên lý Chỉ trong khoảng một niệm Chỉ cần bạn đem ý nghĩ chuyển trở lại Bạn liền chuyển phàm thành thánh Liền chuyển mê thành ngộ Ý nghĩ không chuyển lại được Thì dính diễn trầm luân trong sinh tử phàm phu Ý nghĩ chuyển trở lại rồi Liền siêu phàm nhập thánh Bắt đầu chuyển từ đâu vậy? Chính là đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Chuyển trở lại cái thứ này hại chúng ta vô lượng kiếp đến đây đời đời kiếp kiếp đã tạo lục đạo luân hồi kết vô lượng vô biên ân oán nợ nần với tất cả chúng sanh có thể trả hết không không thể cái ân oán nợ nần này chỉ có mỗi đời mỗi đời một tăng lên thêm chắc chắn tiêu trừ không nổi cái gì thử nghĩ có phải là tình trạng này hay không May mà Phật đem cái chân tướng sự thật này Nói rõ cho chúng ta biết Những ân oán nợ nần này Là giống như bóng tối vậy Tuy đời đời kiếp kiếp đang tích lũy Đang tăng thêm Luôn là một dụng đen tối Một ngọn đèn sáng thì đã phá tan nó rồi Cũng như căn phòng tối suốt ngàn năm Một ngọn đèn là có thể phá trừ nó Đây là nói cái gì vậy? Quay đầu, quay đầu là không còn nữa Đọa lạc ở bên trong Thì đền trả không có ngày Tận nhất Điều đáng quý là ở chỗ quay đầu Ân đức của Phật đối với chúng ta là ở chỗ này. Không có lời dạy của Phật thì chúng ta đâu có biết những chân tướng sự thật này chứ, làm sao biết để mà quay đầu? Đây là đại ân, đại đức của Phật đối với chúng ta. Quay đầu trở lại, đây mới gọi là người thiện chân thật. Thế là chúng ta biết Bản thân chúng ta có vô lượng vô biên Tội lỗi Cái này đâu phải là giả chứ Bản thân ta có vô lượng vô biên tội lỗi Tất cả chúng sanh cũng có vô lượng vô biên tội lỗi Không có khác gì với chúng ta Ta có thể thứ lỗi cho mình Có thể tha thứ mình Vì sao không thể tha thứ người khác Thứ lỗi người khác chứ Người xưa dạy người Dạy rất hay Vậy chúng ta lấy cái tâm tha thứ mình Tha thứ cho người Thì oán kết với người liền có thể hóa giải dùng cái tâm chỉ trích người khác để chỉ trích mình mới có thể sửa chữa lỗi lầm dạy rất hay chúng ta cần nhớ kỹ cần nên y giáo phụng hành Hiếu dưỡng phụ mẫu Dưỡng cái thân của cha mẹ Dưỡng cái tâm của cha mẹ Dưỡng trí của cha mẹ Đem cha mẹ mở rộng đến tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ ta Tất cả chúng sanh đều là chư Phật như Lai hiếu dưỡng phụng sự đạt đến hư không pháp giới thì cái thiện hạnh này mới viên mãn phật làm được rồi Pháp thân đại sĩ làm được rồi. Chúng ta tại vì sao làm không được chứ? Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước đang làm hại. Hại chúng ta không thể làm được. Hại chúng ta dính diễn đang làm người ác. Lấy cái tiêu chuẩn của người thiện đó Ở trong Phật Pháp Chúng ta ngoài rìa cũng còn chưa chạm tới Đây là điểm khó của Phật Pháp Nhưng mà cái điểm khó này Không phải không thể khắc phục nếu mình có quyết tâm Có nghị lực Có trí huệ Thì bạn có thể khắc phục Trí huệ là hiểu rõ chân tướng sự thật Quyết tâm nghị lực khắc phục vọng tưởng Phân biệt chấp trước của mình Cảnh giới liệt được nâng cao nâng cao với biên độ rất lớn chúng ta ngày nay tuy nói là phát tâm rồi học phật rồi muốn giúp đỡ chúng sanh thật ra là có cái ý nghĩ như vậy nhưng cái ý nghĩ này là vô cùng vô cùng yếu ớt hay nói cách khác không có xem chúng sanh ra gì chỉ xem trọng bản thân mình xem trọng mình lúc nào cũng 99% phần trăm chúng sanh chỉ chiếm một phần trăm không hề suy nghĩ thay người khác không có ý nghĩ thực sự giúp đỡ người khác, cho nên trí huệ không thể khai. người khác không có lỗi, lỗi đều ở chính mình. thực sự muốn tu thiện phật pháp dạy học có ba giai đoạn đoạn ác tu thiện thiện ác tiêu chuẩn thấp nhất chính là thập ác nghiệp thập thiện nghiệp là tiêu chuẩn thấp nhất vẫn chưa có đạt đến ngũ giới Phật dạy chúng sanh Chúng ta tiêu chuẩn thấp nhất Có làm được chưa? Môn học này thật sự làm tốt rồi Học tập viên mãn rồi Mới từ đây Nâng lên đến ngũ giới Nâng lên đến mười giới Các vị nếu như nghĩ đến được cái chỗ này chúng ta sao có thể không hổ thẹn chứ thọ giới thọ giới cái gì mười thiện của người thế gian còn làm không được còn nói gì đến thọ giới chứ hiện nay mọi người cùng nhau sống lây lất qua ngày không có cần mẫn làm Thật sự mà làm Thì chắc chắn không thể mơ mộng diễn vong Bạn xuất gia Người ta gọi bạn một tiếng là sư phụ Cái chữ sư phụ này là đưa bạn đi đến địa ngục A Tỳ rồi vì sao vậy bạn có phải là sư phụ hay không bạn có xứng làm sư phụ không sư phụ mức tối thiểu nhất ngũ giới thập thiện phải làm được làm được thập thiện mà chưa làm được ngũ giới vẫn không thể gọi là sư phụ đây là chúng ta đem tiêu chuẩn hạ thấp Đến mức không thể thấp hơn được nữa Còn thấp hơn tiêu chuẩn của Phật Tiêu chuẩn của Phật gọi bạn tiểu sư Tiểu sư là gì? Sa di Thử hỏi xem 10 giới sa di 24 oai nghi Bạn có làm được chưa? Làm được rồi thì là tiểu sư Người ta xưng hô bạn Danh không phù hợp với thực Là bạn phải đọa lạc Cái này dễ xưng hô sao Còn xưng đại sư Thế thì nguy to rồi Người thế nào mới được xưng là đại sư Pháp thân đại sĩ mới được xưng là đại sư ở trong cửa Phật chúng ta Các vị thử xem cao tăng truyện Có người nào dám xưng đại sư Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Quan Âm đều không dám xưng Người ta xưng đại sĩ Không dám xưng đại sư Ai xưng đại sư vậy? Chỉ có Phật xưng đại sư Cái danh xưng này dám tùy tiện xưng sao Bạn không phải là Phật Người ta xưng bạn là Đại sư Đó là bạn giả mạo Phật Mạo xưng Phật thì nguy rồi Bạn đi ra ngoài giả mạo Tổng thống Lập tức người ta bắt bạn giam vào tù rồi Xử tội bạn rồi Bạn giả mạo Phật thì có nguy không Cho nên chúng ta phải luôn hiểu rõ Học Phật chính là học làm một người sáng suốt Không nên học thành một người mơ hồ Người thật thà Vẫn còn có được rất nhiều người tôn kính Vì sao vậy? Tôn kính bạn là người thật thà Bạn là người yên phận Thật thà yên phận Như định không thể cuồng vọng không thể hư ngụy Không thể kiêu mạn Phải cần mẫn nỗ lực học tập theo Phật Nhất định phải đoạn tập khí Tập khí phiền não quá nặng, quá nặng rồi Tập khí xấu nhất chính là ưa thích nghe ngóng chuyện của người khác. Trong đầu đầy thị phi nhân ngã. Đây là tập khí xấu nhất. Dễ dàng tạo nghiệp nhất. Nếu như là làm cái việc phá hoại tam bảo Cái tội nghiệp đó là nặng rồi Ở trên Kinh Pháp Khởi Bồ Tát Chí Nhạo Phật nói Đều là đọa địa ngục A Tỳ Tại vì sao phải tạo nghiệp chứ? có cái miệng này tại vì sao không khuyên người làm việc tốt nhiều hơn tại vì sao muốn nói lỗi lầm của người ta sao muốn tạo vô lượng vô biên tội nghiệp một người thông minh hay hồ đồ sẽ bộc lộ ra vô cùng rõ rệt ở chỗ này người thiện người ác cũng ở chỗ này mà phân biệt ra được đọc kinh dạy học Chẳng qua là rõ lý Thế xuất thế gian Việc đại thiện hàng đầu Chính là dạy học Khổng lão phu tử cả đời dạy học thích ca mâu ni Phật cả đời dạy học Bản thân các ngài Dạy người chính là có hai sự việc một cái là dạy học Một cái là sửa lỗi Học rồi không dạy Có lỗi không chịu sửa Việc mà khổng lão phu tử cả đời Lo buồn là hai sự việc này học rồi không dạy bạn học rồi thì phải giảng giải bạn hiểu cái ý nghĩa này không học rồi thì phải giảng giảng nhiều cho người khác nghe đi khắp nơi khuyên bảo mọi người có lỗi thì phải sửa bạn học rồi không chịu giảng chính là lỗi lầm lớn nhất của bạn ta không có cơ hội giảng thì sao bạn hôm nay từ sáng đến tối bạn không có gặp được một người nào sao gặp được một người thì giảng với một người gặp được hai người thì giảng với hai người thật sự không gặp được giống như là sanh công vậy giảng cho đá nghe Ưa ừ, thích giảng Ưa ừ, thích độ chúng sanh Ưa ừ, thích giúp đỡ người khác Nên phải biết Khuyên người khác cũng là khuyên chính mình Số so lần khuyên nhiều rồi Thời gian lâu rồi Như mưa dầm thấm sâu Ở trong vô hình trung Chính mình đã có thay đổi Chính mình thật sự tỉnh ngộ trở lại Có thể thấy hiệu quả của dạy học là lớn biết bao Làm sao có thể không giảng được chứ Hiện nay nói thật ra Thuận tiện hơn nhiều so với trước đây Mà mua máy ghi âm Mua máy ghi hình Không có người giảng thì giảng với máy vậy sau khi giảng xong Khi mở ra lại Bạn thử nghe lại nó xem Bạn giảng cho nó nghe Nó giảng lại cho bạn nghe Điều này ở thời đại ngày nay Tận dụng khoa học kỹ thuật cao để tu học ngăn lỗi khuyến thiện Chúng ta dùng loại phương pháp này để giúp đỡ chính mình Có cơ hội phải giúp đỡ người khác Như định không được bỏ lỡ cơ hội Ta biết bao nhiêu giảng bấy nhiêu Cái gì không biết không giảng Vậy thì đã phải giảng sai cái gì biết thì cần nên giảng có điều gì nghi ngờ nhất định phải hỏi thỉnh giáo người khác lắng nghe sự hướng dẫn của người khác nhiều những ý kiến bất đồng cần có trí huệ năng lực phân biệt, cần có tâm lượng bao dung rộng lớn, chúng ta mới có thể khai trí huệ, ở trên đạo nghiệp mới có tiến bộ. Vì sao mấy câu này? đều dễ hiểu Là không cần nói nhiều Nhân giai kính chi Đây là điều rõ ràng dễ thấy Như khổng lão phu tử Thích Ca Mâu Ni Phật Chư Bồ Tát Người của mấy ngàn năm trước người hiện nay nhắc đến vẫn lạc tôn kính thiên đạo hữu chi thiên thần phù hộ họ phước lộc tùy chi thực sự tâm thiện ý thiện hạnh thiện thì người không có phước báo Nếu không có phước báo Bạn cũng sẽ được phước báo Phước từ đâu mà có vậy? Phước từ thiện mà có Cảm ứng của thiện chính là phước lộc Chúng ta viễn chi Ta là chỉ yêu ma quỷ quái Tự nhiên họ sẽ tránh xa bạn thần linh vệ chi Thần hộ pháp bảo vệ bạn Đây là nói quả đức Bạn nhất định đạt được Các vị đồng học Xin xem tiếp cảm ứng thiên Hai đoạn thứ 35 và 36 này Đoạn 35 là Việc làm ác thành Có thể mong thành thần tiên Đoạn 36 là Muốn cầu thành thiên tiên Hãy nên là một ngàn ba trăm điều lành Muốn thành địa tiên Hãy nên làm ba trăm điều thiện Văn đến chỗ đây là giảng xong. Vì thiện báo rồi Trở về sau là ác báo Là đoạn lớn thứ tư Chúng tôi trước đây có phân đoạn Đem đoạn văn tự này Đặt tên là thành sở tác thành tựu việc mà mình làm Sở tác tất thành Câu nói này Vô cùng khẳng định Nói rõ với chúng ta Thiện nhân thiện quả Phạm vi của câu nói này Vô cùng rộng lớn ở trong tiểu chú nói thế gian không có việc gì không thành người trong thiên hạ đều có thể làm được hai câu nói này nói hay mỗi người đều có thể hành thiện mỗi người đều có thể thành tựu cái sự nghiệp mà họ đã kỳ vọng cái gọi là hữu nguyện tất thành đây là thánh hiền chư phật bồ tát từ xưa đến nay đều nói như vậy nhưng mà bản thân chúng tôi ở trong kinh nghiệm một đời này dường như muốn làm một việc tốt thì khó khăn rất nhiều thường gọi là việc tốt lắm dày dò đây cũng là sự thật hai cách nói này rốt cuộc có mâu thuẫn hay không cách nói nào là chính xác chúng ta cần xem xét thật kỹ cũng chính là người hiện nay đó là Nghiên cứu tỉ mỉ Việc tốt thường nhiều dày dò là sự thật Dày dò từ đâu mà ra Tớm lại phải biết Mà chướng đều không thể khắc phục thì việc tốt cũng không thể thành tựu đặc biệt là xã hội hiện đại vì sao vậy bạn làm một việc tốt chắc chắn có hại đến lợi ích đang có của một số người những người này nhất định đứng ra gây chướng ngại chúng ta thường nói là đố kỵ chướng ngại lời nói này ý nghĩa cũng rất sâu rộng nhưng mà lời của thánh nhân nói gieo nhân thiện được quả thiện thiện hạnh nhất định có thành tựu Lời nói này cũng là chính xác Vấn đề là bạn phát tâm Có thuần hay không Có chánh không Phát tâm thuần chánh Cái gọi là người có đạo Thường được giúp đỡ Mà chướng chắc chắn có Thế tồn thị hiện thành Phật Còn có ma chướng Bồ Tát tu hành chứng quả Đâu có ác ý gì Tâm địa là thuần thiện Nhưng vẫn có ma chướng Chúng ta hiểu được Ma chướng có từ Vô thủy kiếp cho đến nay kết ân oán nợ nần với chúng sanh ân báo không hết oán cũng không có cách gì dứt hết được nợ nần trả không xong bạn mới biết sự dây dưa có ân oán nợ nần, đây là nguyên nhân vẫn phải gặp ma chướng của Bồ Tát thành Phật. Chúng ta cũng là quá khứ đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến nay cũng làm những việc này. Ngày nay trên đường bồ đề. Mặc dù muốn làm sự nghiệp lợi ích tất cả chúng sanh Không có mảy may ý nghĩ Tự tư tự, tự lợi Nhưng mà chướng vẫn là điều không thể tránh khỏi Bồ Tát có trí huệ Người học Phật chính là phải học trí huệ Khởi dụng của trí huệ Là làm sao tiêu trừ ma chướng Làm sao chuyển ma chướng thành trợ lực Đây là trí huệ Đây là điểm mà chúng ta phải học Thế Tôn Thế Tôn có thể đem ma dương khiến họ chuyển biến thành hộ pháp chân thành cảm hóa nhân tâm chỗ chúng ta thiếu sót chính là chỗ này không có thành ý tâm tốt là rất hay mà tâm tốt vẫn chưa đủ tốt cho nên vẫn không có cách gì cảm hóa tâm chúng sanh đây là điểm chúng ta cần cố gắng cần nỗ lực chú giải phía sau có mấy câu nói rất hay chỉ dùng thực tâm để làm lành cái thực tâm này chính là tâm chân thành ở trong phật pháp gọi là tâm bồ đề Nhà nho gọi là thành ý Chánh tâm Dùng thành ý chánh tâm Hành thiện Ác diệt người đã hợp lòng trời Chỗ này nói là lòng trời Chính là nhà Phật gọi là tánh đức bạn khởi tâm động niệm hành vi tạo tác tương ưng với tánh đức ý trời há có trái nghịch ước nguyện của con người ư chữ ý trời này là chỉ thiên địa quỷ thần bạn là dùng chân tâm tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm từ bi quỷ thần kính ngưỡng cho dù là oán thân trái chủ của bạn họ nhìn thấy rồi cũng khâm phục cũng kính ngưỡng mặc dù không giúp đỡ bạn họ cũng không làm hại bạn đây là đạo lý nhất định nói thật ra giáo dục vào thời xưa không giống như giáo dục hiện nay người thời xưa hiểu được cái đạo lý này cho dù người này có mối thù giết cha của ta mối thù không đội trời chung nhất định phải trả thù nhưng mà người này hiện tại họ làm việc cho xã hội vì đại chúng phục vụ thì mối thù này hiện nay không được báo vì sao vậy nếu chúng ta báo thù đem họ giết đi chúng sanh sẽ không có phước họ hiện nay là thực sự làm việc gì chúng sanh đợi đến khi nào mới báo thù vậy đợi đến khi họ thôi làm việc nghỉ hưu mới trả thù họ khi họ không vì đại chúng phục vụ vào lúc này mới báo thù Đây là lễ của người xưa Thí dụ họ hiện nay làm quyền trưởng Làm quyền trưởng thì phục vụ cho nhân dân cả một quyện thị Không những không được báo thù Còn phải giúp đỡ họ còn phải thành tựu họ vì sao vậy vì chúng sanh vì xã hội không phải là vì cá nhân họ như vậy mới gọi là hiểu đạo lý nhưng mà người hiện nay không có tiếp nhận qua loại giáo dục này sao biết cái đạo lý này chứ không biết được việc chướng ngại hành vi thiện cử chỉ thiện của một người này là gây nên sự tổn hại to lớn cho toàn bộ xã hội tất cả chúng sanh bạn báo thù là đúng thế nhưng cái trách nhiệm nhân quả này bạn phải gánh chịu Chân, người chân thật có trí huệ họ thấy rất rõ ràng món nợ đó họ mới tính được rõ ràng người ngu thông thường họ làm sao biết được chứ những sự việc này quy cho cùng vẫn là vấn đề giáo dục cho nên sự gợi ý của khổng lão phu tử cho chúng ta là học không thể không giảng giải Ngay ngày ngày dạy học đây chính là giáo hóa chúng sanh Dạy học Không nhất định có nơi trốn nhất định Cũng không cần thính chúng nhất định Tùy lúc tùy nơi Chúng ta ngày nay gọi là cơ hội giáo dục Phật Pháp nói là tùy duyên Tùy loại hiện thân Tùy duyên thuyết pháp Dùng cách nói hiện nay để nói là cơ hội giáo dục Ba người, năm người Bất luận ở chỗ nào Tôi khi còn nhỏ có nhìn thấy Các cụ ngày xưa dạy học Phần lớn ở đâu chị? Quán trà Phần lớn ở quán trà Năm ba người bạn cùng nhau uống trà Họ ở nơi đó giảng đại đạo lý Người uống trà bên cạnh cũng đều đang nghe Vô cùng có ý vị lắng nghe họ nói chuyện tăng trưởng tri thức tăng trưởng kiến thức quán trà chính là phòng học ở nông thôn nhưng mà những nông thôn khác có thể không có cái hiện tượng này văn phong quê hương tôi tương đối thịnh mọi người ở đây đều biết Triều Thanh có phái đồng thành là xuất xứ từ quê hương tôi. Cho nên các bạn nhỏ ở nông thôn đều đi học, đều biết viết chữ. Chúng tôi nghĩ nông thôn khác cũng vậy. Nghe nói nông thôn khác không giống như chúng tôi. Văn phong của chúng tôi rất thịnh, mãi cho đến hiện nay tuy ít rồi vẫn còn có chút gốc rễ. Cho nên phu tử nói ý nghĩa của hai câu nói này chúng tôi đã có sự thể hội rất sâu. Loại cách làm này của người xưa rất đáng để chúng ta noi theo chúng ta cần phải nên học tập theo họ nhà phật tứ vô ngại biện tài cái cuối cùng là nhạo thuyết ưa ừ, thích nói ưa ừ, thích dạy người người ta đến thỉnh giáo đương nhiên bạn phải dạy họ người ta không có đến thịnh giáo bồ tát làm người bạn không mời người ta không thỉnh mời bạn không được kéo họ đến dạy họ việc đó không hợp lý bạn giảng cho người quen của bạn Khiến họ ở bên cạnh nghe Đây chính là vì họ làm người bạn không mời Thật ra Hoài nghi của chúng sanh Là vô lượng vô biên Có mấy người biết hướng về phật thỉnh pháp chúng ta xem thấy trên kinh điển người hướng về phật thỉnh pháp đều là phật bồ tát hóa thân thị hiện từ đó cho thấy thế tôn cũng thường xuyên làm người bạn không mời của chúng sanh thâm nghĩa mật nghĩa ở trong đây chữ mật này không phải bí mật là thâm mật chúng ta phải có năng lực thể hội tóm lại niệm niệm hy vọng tất cả chúng sanh có thể phá mê khai ngộ gợi mở trí huệ chân thật của họ niệm niệm mong cầu tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện Phá mê khai ngộ là trí Đoạn ác tu thiện là đức Phật Bồ Tát Bậc Thánh Hiền ở thế gian Việc họ làm chính là mỗi một việc như vậy Ngoài sự việc này ra Họ đối với cái thế gian này quá thật là Chẳng cầu mong gì cả Chân thật triệt để làm đến được Không tranh với người Không cầu gì ở đời Đây chân thật là tấm gương tốt Cho chúng ta tu học Cho nên chúng ta phải thực sự phát tâm Bồ Đề Nhà Phật nói tâm Bồ Đề Trên thực tế nhà Nho cũng là nói tâm Bồ Đề Các vị đem điều mà nhà Nho với nhà Phật nói so sánh thử Sẽ hiểu ngay Nhà Nho nói thành ý ở trong quán kinh nói tâm trí thành Bạn thử nghĩ thành ý cùng với tâm trí thành Có giống nhau hay không? Nhà nho nói chánh tâm Trên kinh nói thâm tâm Hồi hướng phát nguyện tâm nhà nho nói một cái nói chánh tâm, phật pháp nói hai cái thâm tâm là tự thọ dụng, hồi hướng phát nguyện tâm là tha thọ dụng. nho chỉ nói một cái chánh tâm Cho nên Thánh Nhân Thế suốt Thế gian Đều là lấy Tâm Bồ Đề làm nền tảng Tự thọ dụng của chánh tâm Chính là thâm tâm Thâm tâm là ưa thiện mến đức ở trong tâm không có mảy may ác ý hồi hướng phát nguyện tâm chính là trong khởi tín luận gọi là đại từ bi tâm dùng tâm từ bi đối xử người chí thành là thể của tâm bồ đề Thâm tâm là tự thọ dụng của tâm Bồ Đề Hồi hướng phát nguyện tâm Là tha thọ dụng của tâm Bồ Đề Nhà Nho nói đơn giản Thành ý là thể Chánh tâm là khởi dụng Sau đó mới có thể làm được Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Chữ bình thiên hạ này Là thiên hạ tất cả chúng sanh Có được bình đẳng Là cái ý này Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng Đối xử tất cả chúng sanh Đây là ý nghĩa của bình thiên hạ Là ý nghĩa như vậy phần sau thì hai câu này nói tự nhiên ngấm ngầm giúp đỡ không gì chẳng thực hiện suôn sẻ không gì chẳng làm thành công ở trong phật pháp chúng ta gọi là chư phật hộ niệm long thiên thiện thần giúp đỡ bạn không có gì khác chính là một chữ thành tâm Bạn xem cư sĩ tề kể chuyện cho các vị nghe Cái đạo tràng đó thiên mục sơn Có một số quỷ ở nơi đó Quỷ đó là quỷ gì? Là vừa mới từ trong địa ngục ra Các vị phải biết Tạo tác tội nghiệp đọa địa ngục Đó là trải qua thời gian rất dài rất dài Từ địa ngục ra cũng trú ở trên núi đó. Những quỷ thần này cũng hoàn toàn không phải rất thiện, nhưng mà nhìn thấy bà hộ trì đạo tràng ở đó, một chút tư tâm cũng không có. Cho nên những quỷ thần này hộ trì bà. Yêu cầu bà cho một căn phòng, bà đã kể với các bạn phòng số 8. Cái phòng số 8 đó cửa đóng lại. Một năm mở một lần. Chỉ cho phép một mình bà vào mà thôi Người khác không được phép vào Số quỷ Là từ địa ngục ra Trú ở nơi đó tu hành Những người này cũng hộ trì đạo tràng Cho nên bạn tâm địa chân thành Vì Phật Pháp, vì chúng sanh Những quỷ thần này Họ đều thấy rõ ràng Họ sẽ giúp đỡ bạn Bạn không phải chân thật tu hành Khi sống ở trên núi Họ sẽ quấy phá bạn Bạn tuyệt nhiên không thể sống Ở trên núi này Các bạn tương lai có cơ hội Hãy đến núi đó ở thử xem Khảo nghiệm xem Xem các bạn là tu thật hay là tu giả Xem các bạn có được những quỷ thần này Giúp đỡ hay không hay là quỷ thần quấy phá các bạn bà nói là rất nhiều pháp sư muốn đến cái núi đó để tu ở không nổi hai ba ngày tự mình đã xuống núi rồi sự việc này chứng tỏ lúc đạo luân hồi là sự thật thiên địa quỷ thần giúp đỡ người quấy phá người cái sự việc này cũng là thật chúng ta tự mình phải biết cảnh giác phải biết quyết chí mà hướng thượng cái mà đạo gia mong cầu là hy vọng làm thần tiên Cho nên một câu sau cùng là có thể trở thành thần tiên Người học Phật chúng ta Chí không ở làm thần tiên cũng không ở sanh thiên Người học Phật Chí ở làm Phật Chí cầu giáng sanh tịnh độ Không giống như chỗ mà họ mong cầu Nhưng mà Làm Phật, làm tổ, giảng sanh Thiện tâm thiện hạnh của chúng ta Phải vượt qua họ Họ ở chỗ này nói là Cầu thiên tiên Phải lập một ngàn ba trăm điều thiện Địa tiên cũng phải lập ba trăm điều thiện Điều này nói rõ với chúng ta một sự thật thần tiên đều là người thiện tâm hạnh bất thiện chỉ có đi làm quỷ thần tiên không có được phần rồi được rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di Đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật